Núi Thành là một huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện Núi Thành nằm ở phía nam Quảng Nam, phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp huyện Bắc Trà My và huyện Phú Ninh, phía nam giáp huyện Bình Sơn và huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, phía bắc giáp thành phố Tam Kỳ. Huyện Núi Thành có diện tích 555,9 km², dân số năm 2020 là 160.414 người. Huyện Núi Thành có đường bờ biển dài 37 km với nhiều bãi tắm đẹp như bãi Dạng, Tam Hải, Tam Tiến, vân vân. Diện tích tự nhiên của huyện Núi Thành là 555 km², đất trồng cây hàng năm là 110 km² và phần lớn được dành cho trồng lúa hai vụ. Ba xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa là các vựa lúa chính của huyện. Núi Thành cũng là huyện có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Với 172 km² đất lâm nghiệp chiếm 32,3% diện tích đất tự nhiên của huyện. Núi Thành là trọng điểm đầu tư của khu kinh tế mở Chu Lai nên tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Chính vì vậy, trong cơ cấu sử dụng đất, một diện tích đất nông nghiệp trước đây được chuyển thành đất công nghiệp. Mẹ đâu? Bố mày đang ghi âm lên trên nhà. Con chưa ăn miếng giò đà điểu nào. Núi Thành là huyện đồng bằng cực nam của tỉnh Quảng Nam với địa hình nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam bằng đường bộ đi theo hướng Đông Tây. Từ các xã ven biển lên các xã vùng núi phía Tây, ta có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi này. Về lịch sử của huyện Núi Thành, Núi Thành vốn là tên của cụm đồi chọc có độ cao từ 45 đến 50 mét nằm ở phía tây căn cứ quân sự Chu Lai thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa. Trên đồi này vào đêm 25 dạng 26 tháng 5 năm 1965, đại đội 2 của tiểu đoàn 70 anh hùng của quân giải phóng đã diệt gọn một đại đội lính Mỹ đang đóng giữ bảo vệ vòng ngoài căn cứ sân bay Chu Lai. Huyện Núi Thành được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 1983 khi huyện Tam Kỳ được chia thành huyện Núi Thành và thị xã Tam Kỳ. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 433 công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng là đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Về du lịch, huyện Núi Thành có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Bản Than. Bản Than là một thắng cảnh thiên nhiên đẹp lộng lẫy, phân bố trên 24 km bờ biển xã Tam Hải. Các mỏm đá đen lởm chởm ăn sát bờ biển tạo cảm giác chênh vênh, với một bên là núi đá, một bên là sóng biển trắng xóa. Cách bờ biển 1 km là hòn út, bãi út hay cù lao út trải qua thời gian dài chịu sự tác động của sóng biển, thủy triều và gió. Các mỏm đá ở đây bị xâm thực, xói mòn tạo thành những đường vân có hình thù dị biệt. Đỉnh vách đá có một diện tích tương đối bằng phẳng, rộng chừng 20 hectare. Chính vì vậy địa danh này có tên là Bản Than. Bản Than chưa được phát triển thành điểm du lịch, vì vậy nó vẫn chưa được biết đến nhiều. Vấn nạn ô nhiễm môi trường đang dần tàn phá cảnh quan nơi đây. Hố Dinh thuộc thôn 7, Tam Mỹ Tây, nơi đây còn nguyên sơ, chưa có quy hoạch tham quan du lịch nên rất phù hợp cho những ai thích du lịch bụi. Đến nơi này bạn phải qua những con đường quanh co uốn lượn, những cánh đồng nhỏ điệp trùng núi non. Làng biển Tam Hải có biển Dạng là khu du lịch biển đang phát triển của Núi Thành hiện nay. Hãy tới đây để thưởng thức những món hải sản tươi giói như mực hấp, mực nướng, cá chuồn hấp, cuốn bánh tráng, các loại cháo hải sản, đặc biệt tôm hùm. Tượng đài Núi Thành nổ ra trận đánh đầu tiên trong phong trào chống Mỹ cứu nước nên được tặng 8 chữ vàng: trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Khi người ta xây dựng đài Núi Thành không rõ